Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục hoặc là phục hồi cái cell pin 18650. Cái cell pin 18650 các bạn tìm ở đâu? Tìm trong cái pin laptop nè các bạn. Một số các bạn xài laptop đó, các bạn cũng có hỏi mình á, cái pin bị chai, pin sạc không vào hoặc là rất nhanh hết pin. Thì các bạn muốn mua pin mới hoặc là các bạn muốn phục hồi lại á, thì bên trong cái cell pin laptop này các bạn có những cái cell pin mà 18650 nha các bạn. Thì các bạn có thể mở ra nha, dùng cái dao á, mũi dao nè, các bạn nạy từ từ thôi nha, để đừng nó tránh làm hư vỏ. Rồi các bạn tháo cái từng cell pin 18650 ra, các bạn kiểm tra nha. Bên trong các đây là cục sạc dự phòng nha các bạn. Bên trong này các bạn mở ra cũng có, các bạn nhìn thấy không? Cũng có cái cell pin 18650. Với cái cell pin này với cái cell pin trong cục pin laptop này là giống nhau nha các bạn. Là pin sạc lithium ion nha các bạn. Thì mỗi một cell pin này các bạn nó có một điện áp nó khoảng tầm 3.7 4.2 V DC nha các bạn. Khi mà nó đầy nó full đó. Rồi còn cái dòng có thể vài trăm mA hoặc có thể một trên 1 A nha các bạn. Lớn 1 A ha. Này tùy theo cái cell pin người ta chế tạo. Hoặc là cái trong quá trình mà sử dụng á, mình ví dụ là cái cell pin này á nó đạt khoảng gần 2 ampe. Các bạn đo dòng á nó khoảng 2 ampe, nhưng mà trong quá trình sử dụng người ta các bạn nạp xả nhiều á thì tuổi thọ của pin cell pin này sẽ giảm. Sau một thời gian sử dụng á, cái cell pin này á nó còn chỉ nạp được khoảng là gần 1 ampe thôi nha các bạn. Nói chung là tuổi thọ cái cell pin này giảm nha các bạn. Một vấn đề nữa ở đây á, mấy cái cục sạc sạc dự phòng này đó các bạn, hoặc là cái mấy cái pin laptop này nè, sau một thời gian mà các bạn để lâu không sử dụng nha, thì cái pin này nó bên trong nó lúc đầu nó tích điện nha các bạn, rồi sau nó xả sẽ cạn pin luôn nha các bạn. Là các bạn sạc vô, cắm sạc vô không được nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cách để các bạn có thể phục hồi lại hoặc là sử dụng lại các cell pin này. Đối với những cục sạc dự phòng như thế này, lâu ngày mà không sử dụng á thì sạc rất khó vô pin nha các bạn. Các bạn cách dễ nhất, mình hiểu cách nhất đầu tiên, dễ nhất là các bạn dùng cố gắng sạc lâu lâu cho mình nha. Các bạn có thể cắm sạc qua đêm cho mình, coi nó có lên pin không nha các bạn. Ở nhà các bạn nên xài mấy cái cục sạc chính hãng nha các bạn. Cái này đừng xài sạc lô ha. Đồng thời đi kèm á là các bạn dùng cái cáp sạc đi theo cái cục sạc chính hãng cho mình ha. Tại vì các bạn nhìn nó thấy bên đây là cái dây đồng nha các bạn. Cái lõi dây đồng á nó tốt với lại chất lượng tốt, đảm bảo. Nếu các bạn sạc vào á nó ổn định cái dòng sạc cho cái mấy cái cell pin này. Đồng thời nó sạc sẽ nhanh vô hơn nha các bạn. Còn các bạn nếu mà các bạn xài những cái mấy dây sạc lô nha các bạn nhìn thấy không? Cái tiết điện điện dây, cái lõi đồng nó nhỏ hơn so với sạc zin nha các bạn. Nó nhỏ rất nhiều. Nên cái dòng sạc nó sẽ không đảm bảo nha các bạn. Với lại cái chất lượng dây đồng á nó không phải là tốt so với cái hàng chính hãng. Nên cái khả năng mà nạp cho cái này á các bạn nó sẽ yếu hơn ha. Đây là cái vấn đề dòng sạc nha các bạn, dòng sạc cho của cái cell pin ha. Rồi cách đầu tiên các bạn, nếu mà các bạn xài đã lâu quá không sử dụng á, sạc khó vào pin á, các bạn nên lấy cục sạc tốt nha các bạn. Cục sạc tốt hoặc cáp sạc tốt. Ở đây là như cái đầu, đa phần là cái đầu cắm micro USB. Các bạn cắm vô ha. Các bạn để qua đêm nha các bạn. Khoảng sạc khoảng trên dưới 10 tiếng nha các bạn, hơn 10 tiếng cho mình. Rồi các bạn kiểm tra lại coi cái cell pin này nó có nạp vô không nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng cái sạc chính hãng này không được á, thì các bạn có thể dùng laptop nha các bạn. Cắm vô cái cổng USB của laptop á, coi sạc sau mười mấy tiếng á, rồi nó có vô pin không nha các bạn. Chợp mà nó ok là nó sẽ lên nguồn nha các bạn. Mấy cell pin này sẽ được nạp đầy ha. Mình nói nếu mà trường hợp mà cái cell pin nữa các bạn được nạp đầy lại á, thì các bạn nhớ nha, xài cho cạn pin nha, xài hết pin trong đây luôn, xong rồi các bạn nạp xả lại. Nói chung là tạo lại cái dung lượng cho cục pin này nè, cho nó full lại ha. Xài hết pin xong rồi các bạn cắm sạc vô, các bạn nạp cho đầy rồi các bạn xài cạn pin 2-3 lần á là nó ổn nữa, ổn định lại mấy cái cell pin này nha các bạn. Đây là cách thứ nhất nha các bạn. Khi mà cách thứ nhất á mà các bạn kiểm tra
sau khi cắm sạc này vô mà nó không có biểu hiện gì luôn á, là không có đèn báo hay không có nguồn lên á, là bạn chuyển cho mình sang cách thứ hai ha. Cách thứ hai là bạn xả cái hai cái chân âm dương của cái xe pin này ra khỏi cái mạch sạc của cái cục sạc dự phòng này ra cho mình ha. Cái gì bên đây có hai dây âm dương nha các bạn. Ở đây là cái cục sạc dự phòng có hai cell ha. Còn nếu mà các bạn có khoảng 10.000 mAh là khoảng 6 cell, 8 cell hay bao nhiêu cell á thì các bạn cứ xả ra nha. Nhưng mà chung quy lại là chỉ có hai chân âm dương thôi nha các bạn. Tại vì với cục sạc này đa phần cái dung lượng của nó càng lớn thì nó sẽ nối song song với nhau nha các bạn. Trên đây là cái mặt sạc của nó, mặt sạc của cục sạc dự phòng ha. Cái cách hướng dẫn cục sạc test cục sạc dự phòng hoặc là sửa cục sạc dự phòng mình đã up trên video rồi nha các bạn. Trên kênh của mình có cái gì các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể tìm video trên kênh để mà xem nha các bạn. Đây là cái mặt sạc của nó nha. Sau khi các bạn lấy cái mặt sạc của nó ra, các bạn nhìn thấy trên đây nè các bạn, thấy có cái cell pin nha các bạn. Đây là cái cell pin 18650. Nó cùng loại với cái cell pin của pin sạc laptop này nha các bạn. Rồi các bạn tách ra cho mình. Bạn tháo cái cell pin này ra nè các bạn. Các bạn kiểm tra nha. Để kiểm tra cái này á, các bạn dùng cái đồng hồ VOM cho mình ha. Đồng hồ VOM nhà có đồng hồ kim hoặc đồng hồ số gì á, các bạn cứ vặn thang đo khoảng 10V cho mình ha, 14 dB. Rồi các bạn đặt cái que đo lên đây nè. Các bạn nhìn thấy cái chân âm dương á thì các bạn đo thử ha. Coi nó ra khoảng bao nhiêu vôn nha các bạn. Nếu mà chỉ trường hợp á mà nó không lên kim nha các bạn, mình nói trường hợp mà không lên kim á, cái điện áp đây nè, nó rất thấp mà hoặc là bằng 0V thì mình xử lý sao? Ở đây các bạn nhìn thấy không? Cái cấu kết cấu này á là mấy cell pin nè các bạn. Chân âm nè, âm nối với âm, dương nối với dương nha các bạn. Là mấy cái cell pin này nối mắc song song với nhau. Thì các bạn có thể lấy một cái kéo hoặc là cái dao các bạn, các bạn tách ra. Cắt đôi ra cho mình. Tách từng là các bạn đã tách rồi từng một cell pin nha các bạn. Một cái chân âm hoặc là chân dương giờ các bạn đã chứ còn cắt một bên thôi nha các bạn. Cắt một phía thôi. Còn cái phía còn lại các bạn để nguyên cũng được. Rồi để các bạn kiểm tra, các bạn lấy VOM á, các bạn đo từng cell pin cho mình nha. Ở đây mình chuyển sang cách thứ hai. Như các bạn đã biết á, đây là pin lithium ion. Nó giống như mấy cái cell pin trong điện thoại di động nha các bạn. Nào mấy cell pin loại này nha các bạn. Thì bên trong này nó cũng có nó chứa không khí nha các bạn. Không khí. Nhưng mà các bạn nhìn thấy bên trời trên nè các bạn. Nhất là cái cực dương á, cực âm nè các bạn nhìn thấy không? Nó không có gì hết nha các bạn. Giống như mấy cái cell pin tiểu bình thường thôi. Nhưng mà phía trên nè các bạn. Các bạn nhìn cho rõ nha. Phía trên mấy cái chân ơi, chân dương nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó có cái khoảng hở này không các bạn? Cái khoảng hở này á, khi mà không khí nó nhiều trường hợp mà pin sạc nó nóng, có thể nó nóng lên nha các bạn. Nó giống như một cái van ở đây nè. Các bạn lấy cho mình một cái que này que bằng tre nha các bạn, giống như cái tâm tre cũng được. Các bạn chọt vô đây nè. Trường hợp mà các bạn đo cái điện áp ở đây là 0V. Nhớ nha các bạn đo mà nó không lên, kích không lên pin nha các bạn. Đo các bạn đo 0V á. Các bạn lấy cái tâm tre cho mình. Đối với đầu chân dương nè các bạn. Mấy cái vị trí ở đây á, tuyệt đối là các bạn không dùng cái que bằng kim loại nha, các bạn chọt ở đây nha. Chọt ở đây nhiều khi nó chạm chân nó sẽ cháy chập pin, nó cháy nổ pin nha các bạn. Nên các bạn tuyệt đối không dùng vào cái bằng kim loại mà các bạn chọt vô giữa ngay khoảng như hở này giữa mấy cái cell pin này nè. Nhất là chân ơi chân âm nè các bạn, chân dương á, âm dương nó chạm nhau các bạn là không được nha. Nên để an toàn các bạn dùng cái tâm tre hoặc cái đũa tre, các bạn quét nhọn, các bạn chọt vô cái khe này nha, các bạn nhấn mạnh xuống nha. Các bạn để trên đây nè, để một phần cứng nè. Các bạn ấn mạnh xuống. Cái này nè, các bạn ấn mạnh xuống. Nó giống như kích cái van đấy các bạn. Khi mà nó bảo vệ cho quá dòng hoặc quá nhiệt á thì bên trong này sẽ như một cái van, nó sẽ ngắt mạch, nó không cho là cái như cái pin này hở mạch nha các bạn. Lấy cái que các bạn đâm mạnh vô xuống như này á,
đâm mặt xuống nè, mấy cái hở nữa các bạn. Các bạn chọt vô nhớ, lấy cái khe, cái que mà nó vừa nhỏ nha các bạn, nhỏ mà các bạn chọt vừa khít vô đây nè. Lúc này á các bạn chọt vô á, nó sẽ nghe một tiếng xì một tiếng nha các bạn, nó xì một tiếng là giống như cái không khí á, nó thoát ra ngoài các bạn đó. Cái pin này á, khi đó là các bạn đo thử, lấy VOM đồng hồ rồi nào các bạn, lấy đồng hồ VOM các bạn đo thử là nó sẽ có điện áp nha các bạn. Trường hợp mà cái mấy cái cell pin này nó còn tốt á, lúc đầu là nó sẽ bị ngắt mạch, nó bị không biết vì nguyên nhân gì á, nó bị chạm chập nè, hoặc là nó bị quá nhiệt á, nó sẽ ngắt mạch. Thì khi mà các bạn lấy cái que này, các bạn chọt sâu vô đây nè, các bạn nhớ chọt thật sâu sát xuống nha các bạn. Rồi chọt xung quanh nè, sâu xuống sát xuống, đồng thời nghe để ý nghe thêm một tiếng xì một tiếng, giống như không khí là thoát ra khỏi cái van này á, là các bạn đo cho mình. Tuyệt đối thì dùng mấy que tâm che thôi nha các bạn, không được dùng kim loại ha, sợ nó chậm chân bên trong nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đo thử kiểm tra cho mình. Còn cái đồng hồ kim các bạn, cái kim này có bị nhích, nó có điện áp đó, nó có lên không nha các bạn. Nó mở lên là ok ha, là các bạn phục hồi được cái mấy cell pin mà các bạn đo điện áp là nó bằng không, ý là nó ngắt mạch, nó không cho các bạn nạp hoặc xả nạp, hoặc là các bạn lấy nguồn từ cái pin này ra. Nếu mà trường hợp mà các bạn phục hồi lại được á, ok á, thì các bạn tận dụng lại mấy cái cell pin mà nó bị ngắt mạch mà khi mà các bạn đo điện áp bằng không vô nha các bạn. Cái cách này rất hữu dụng nha các bạn, mình đã làm thử rồi nha. Là các bạn kiểm tra từng cell pin một, các bạn cắt đôi ra, tách từng cái ra, rồi các bạn kiểm tra từng cell pin một, đo cái điện áp cái nào mà không vô á là các bạn kiểm tra. Còn chứ giờ cái này còn điện áp á, nó lên khoảng 2 vô 3 vô mấy á, thì các bạn được, là cái pin đó ok, các bạn không cần phải làm nha. Còn đối với mình hướng dẫn các bạn là chỉ có làm cho những cái cell pin mà nó còn có đo không được điện áp, hoặc điện áp mà không vô, là các bạn làm thử phục hồi lại cho mình nha. Các bạn lấy cái cây chọt vô ha. Các bạn lưu ý cho mình cách thứ hai này, các bạn phải chọt sâu xuống nha các bạn, chọt xung quanh nha, chọt xung quanh mấy cái lỗ này, các bạn nhìn thấy mấy cái khe lỗ không? Các bạn chọt lấy cái tâm á, chọt sâu xuống. Cái nhất, cái thứ hai á, các bạn nhớ để ý nghe một tiếng xì một cái nha, giống như cái không khí nó thoát ra là ok nha các bạn. Để coi các bạn khôi phục lại, khắc phục lại được cái pin này nó có hành còn hoạt động được tốt hay không nha các bạn. Cái cách thứ hai đã xong rồi. Nếu mà các bạn mà kiểm tra lại đo điện áp mà vẫn còn không vô, sau đây là cách thứ ba nha các bạn, cách thứ ba hay dùng nha các bạn. Ở đây như mình đã nói lúc nãy á, là trong mấy cái cell pin lithium ion này nha các bạn, là nó sẽ có không khí bên trong. Thì cách thứ ba, thứ hai mà các bạn khắc phục không được thì các bạn dùng cho mình cách thứ ba. Các bạn lựa chọn ra những cái cell pin nào á mà nó bị hư ha, đo điện áp mà không vô. Rồi các bạn lấy một cái tờ giấy báo nha các bạn, các bạn quấn ha, các bạn xếp cho pin nè. Các bạn lấy tờ giấy báo các bạn gói lại cho mình nha, gói mấy cell pin lại nha các bạn. Từ bên trong này có không khí á, nói chung là mình áp dụng cái nguyên tắc vật lý thôi, chất lỏng á, nói chung thở lỏng thở rắn vậy các bạn. Khi mà mình để trong cái môi trường lạnh á thì nó sẽ co lại nha các bạn, còn để trong môi trường mà nó nhiệt độ cao hơn thì nó giãn nở ra nha các bạn. Thì mình cái áp dụng phương pháp này ha. Rồi các bạn gói cho mình cái giấy báo này nè, rồi bên ngoài á các bạn bọc cho mình một cái bao ni lông nha các bạn, các bạn bỏ đây nè, xếp lại ha. Rồi các bạn lấy mấy cái thun nha các bạn cột lại ha, cột cho không để cho nước vô nha các bạn nè các bạn. Rồi sau đó là các bạn bỏ cho mình bỏ cho mình cho vô cái ngăn đá tủ lạnh ha, bỏ khoảng hơn 5 tiếng nha các bạn. Các bạn tùy, các bạn cũng bỏ hơn 5 tiếng cho mình, bỏ vô ngăn đá tủ lạnh cho mình nha, nhớ nha các bạn. Sau 5 tiếng đó, các bạn lấy ra. Cái này áp dụng cho mấy cái cell pin này các bạn hiệu quả hơn so với các bạn dùng phục hồi mấy cái cell pin điện thoại di động nha các bạn. Mấy cái cell pin điện thoại di động lithium ion nè các bạn, dành cho điện thoại di động khẳng định là không hiệu quả nha các bạn. Các bạn nói nó phục hồi như vậy là không hiệu quả ha, nhưng mà đối với những cell pin này á, cái hiệu quả nó cao hơn nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn để ngăn đá tủ lạnh khoảng hơn 5 tiếng á, thì các bạn lấy ra ha,
lấy ra các bạn tách ra rồi các bạn cắm sạc lại y hệt cho mình nha mọi người. Các bạn tách ra rồi các bạn nhớ mà nếu trường hợp mà trong đây á, nó còn ẩm ướt nha mọi người, mà lau khô đi nha. Tuyệt đối là cái trường hợp pin này á, để ngăn đá tủ lạnh nó sẽ thường mà nó bị đọng nước nha các bạn, là các bạn nhớ để cho nó khô, các bạn lấy dẻ hoặc là từ cái báo á, với báo này nó sẽ hút ẩm rồi, nó sẽ ngăn cản cái nước đọng ở đây rồi. Còn giờ nếu mà các bạn mà còn thấy cái đọng nước ở đây á, thì các bạn cứ để nguyên nha, rồi các bạn lau lấy khăn dẻ khô á, các bạn lau sơ cho mình rồi để cho nó khô thật ráo nha các bạn, không nên mà để cho nó có nước ở đây nha các bạn, nó chạm chập nha các bạn. Rồi các bạn sau đó khi mà lau xong rồi á, thì các bạn gắn chân ráp lại nha các bạn. À, các bạn cứ ráp lại cho mình ha, rồi gắn bo trên bo ha, rồi các bạn cắm sạc lại là nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà sạc không vào pin nha các bạn, hoặc là cái pin bị chai ha, chai hoặc là nó bị cạn pin đó. Khi mà sạc lại pin đó các bạn nhớ lưu ý cũng nên dùng cho mình cái cáp sạc đó các bạn, cái nè củ sạc với cáp sạc là chính hãng nha các bạn, lại tốt ha, để các bạn sạc thử cho mình ha, là nó sẽ đảm bảo cho các bạn khôi phục lại, restore lại cái pin này, mấy xe pin 18650 này nha các bạn sử dụng được một thời gian nữa nha. Còn trường hợp thứ ba này á, mà các bạn không khắc phục được, vẫn là y như tình trạng vậy, thì các bạn có thể kích pin nha các bạn. Cái biện pháp cuối cùng là kích pin, thì trong video tới mình sẽ hướng dẫn các bạn kích pin cực dễ cho cái xe pin 18650 này. Còn kích pin không được đó thì các bạn cách cuối cùng là các bạn chỉ còn cách mà mua cái xe pin mới ở ngoài ha, nó bán trên mạng á, hoặc là các bạn ra Nhật Tảo các bạn mua mấy xe pin này và các bạn thay ha các bạn. Ngoài ra phương pháp này ra là không còn cái cách nào khác nữa ha, thay cái xe pin mới cho mình là xong nha các bạn. Với bài phương pháp mà mình vừa trình bày trong video này á, là để giúp các bạn khôi phục lại cái hiện tượng mà pin bị chai hoặc là sạc không vào pin, hoặc là pin bị cạn quá nha các bạn, thì các bạn có thể khôi phục được. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.